Quý bà anh chị em thấy được phước không? Cảm ơn Chúa. Mỗi ngày mỗi mới luôn ha. Và mỗi ngày chúng ta luôn nhận được những phước lành của Chúa cho đời sống chúng ta. Cũng giống như anh em đến nhà thờ thấy hình như là 2-3 tuần có cái bục giảng mới. Chúa cho chúng ta mỗi ngày mỗi mới luôn mà. Mới ở trong Chúa luôn nha, chứ không phải là mới theo một cái phong cách của thế gian đâu. Trong những ngày vừa qua thì cảm ơn Chúa, cảm ơn quý con cái của Chúa đã cầu thai, dự phần dâng hiến. Và có những quý bà anh chị em đã trực tiếp đi theo đoàn chương trình Thánh Kinh Hè. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi Hội Thánh đã cầu thai cho nhiều tháng qua. Chương trình gồm có 70 em tham dự, trong đó có 20 em là thiếu nhi và 50 em là thiếu niên. Tuổi thiếu niên là một trong những tuổi mà gây rất nhiều cái sự lo lắng cho những người cha, người mẹ. Phần lớn các chị em khi có con mình ở tuổi thiếu niên á, hình như chúng ta rất là mệt mỏi vì chúng nó. Tuổi thiếu nhi thì dễ dạy lắm, tại vì nó còn rất là nhỏ, mình nói gì nó nghe theo đó thôi. Riêng tuổi thiếu niên bắt đầu nó khác rồi. Bắt đầu đây là cái tuổi ở khoa học gọi là tuổi gì? Dậy thì. Cũng giống như có một số anh em tin Chúa được vài năm rồi đó, bắt đầu có tinh thần phục vụ Chúa là cũng là cái tuổi dậy thì đó. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau về đề tài là tuổi thiếu niên. Tuổi thiếu niên. Ai trong chúng ta cũng đã từng có một giai đoạn là tuổi thiếu niên hay là tuổi dậy thì. Thường cái tuổi dậy thì nam từ 11 đến 12 tuổi, rồi dậy thì đến 16, 17 tuổi là hết. Còn nữ thì từ 10 đến 11, rồi dậy thì tới 17, 18 tuổi thì nó ngừng lại. Bắt đầu giai đoạn đó là cái giai đoạn của cái sự phát triển một cách tương đối đầy đủ. Nhưng có những đứa bé đó thì có thể dậy thì cái tuổi nhỏ hơn. Thí dụ như có bé thì 9 tuổi đã có dấu hiệu dậy thì rồi. Hôm nay tôi và anh chị em sẽ học với nhau về đề tài này. Mục đích là chúng ta sẽ cùng đến với Chúa và nhờ lời Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta dìu dắt, dạy dỗ các con cái chúng ta ở trong tuổi dậy thì, để các con cái chúng ta sống một đời sống đúng đắn và chúng ta không có quá lo lắng về cái tuổi này. Và chúng ta sẽ có cái cách để giúp đỡ con cái của chúng ta cách tốt nhất. Và ở trong Kinh Thánh á, cũng có tường thuật lại một cái câu chuyện. Đây là một trong câu chuyện nói về một vị vua. Ông này lên ngôi làm vua lúc chỉ có 8 tuổi thôi. Đây là cái tuổi còn thiếu nhi. Nó sắp sửa bước vào cái tuổi thiếu niên. Giống như là cái tuổi mà bước vào cái tuổi dậy thì đó. Thì ông này lại làm vua. Ông làm vua, Chúa đã thương xót và Chúa đã sử dụng ông khi ông còn rất là trẻ. Và ông là một trong những vị vua được ơn trước mặt Chúa và Chúa sử dụng ông rất là đặc biệt. Đó là ông vua Josia. Vua Josia lên ngôi làm vua lúc 8 tuổi. Người chỉ vì 31 năm tại Jerusalem. Vua làm điều thiện trước mặt Chúa, sống theo đường lối của vua David tổ phụ mình. Không xây bên hữu hay bên tả. Vào năm thứ 8 đương thời vua chỉ vì, dù còn trẻ, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của vua David tổ phụ mình. Đến năm thứ 12, vua bắt đầu thanh tẩy Juda và Jerusalem, loại bỏ những nơi cao, các trụ thờ, những tượng chạm khắc và tượng đúc. Trước sự chứng kiến của vua, người ta phá hủy các bàn thờ thần Ba Anh và những bàn thờ dân hương phía bên các bàn thờ ấy. Người đập tan các trụ thờ, tượng chạm và hình đúc, rồi nghiền nát
chúng và rải trên mồ mả những kẻ đã cúng tế chúng. Vua đốt xương cốt của các thầy cúng, của các thần trên những bàn thờ của chúng. Như vậy, vua thanh tẩy Giu-đa và Jerusalem tại các thành thuộc những chi tộc Manasse, Ephraim, Simeon đến tận Nephtali và những nơi hoang tàn chung quanh. Vua phá hủy các bàn thờ, trụ tờ, hình tượng rồi nghiền nát chúng nó thành tro bụi. Vua cũng đập tan tất cả các bàn thờ dân hương khắp lãnh thổ Israel. Sau đó vua trở về Jerusalem. Hành động của ông đã đem đến sự phước lành trên toàn quốc gia Giu-đa. Và ông lên ngôi ở cái tuổi rất là trẻ hay là tuổi dậy thì? Tôi gọi đó là tuổi thiếu niên. Lý do tại sao còn trẻ mà ông trở thành một vị vua được ơn và đẹp lòng Chúa như vậy? Tại vì ông có người mẹ. Và ông có một ông thầy tế lễ, là thầy tế lễ Hinh kia. Ông một thầy tế lễ này rất yêu mến Chúa và mẹ ông cũng là người yêu mến Chúa. Thường chúng ta thấy trong Kinh Thánh có tường thuật là hễ một ông vị vua gian ác thì đi trước đó là có bà mẹ gian ác. Hoặc là ông vua cha gian ác, đẻ con gà gian ác. Nhưng mà ông Josia này á, ông là một người kính sợ Chúa mà cha của ông, mà ông nội của ông cũng không có kính sợ Chúa. Nhưng mà ông tổ của ông là ông David là ông người kính sợ Chúa. Như vậy ông Josia còn rất là trẻ, ông nghe lời thầy của thầy tế lễ và những người ở kế bên ông toàn là những người kính sợ Chúa. Chính chỗ đó ông đã lập một cái đời sống từ khi còn nhỏ đã sống kính sợ Chúa rồi. Hỡi quý bà anh chị em, chúng ta thấy một vị vua còn rất là nhỏ tuổi, vậy thì là cái tuổi gì? Ăn chưa no, lo chưa tưới, khỉ mũi chưa sạch, vậy mà làm vua rồi. Mà lại vua là lại vua mà đẹp lòng Chúa nữa. Phải không? Chúng ta sẽ nói về cái tuổi 8 tuổi trở lên nha, tới 16, 17 tuổi đi. Trong cái tuổi này là cái tuổi các bé, các con cháu chúng ta nó đang phát triển. Giai đoạn phát triển về tâm lý cũng như là thể chất. Thể chất là nói đến thân thể, tâm sinh lý là nói tinh thần. Và những cái tiết tố ở trong cơ thể nó bắt đầu nó phát triển ra. Thí dụ như là bé gái á, thì nó có xuất hiện cái gì? Nó chỗ mã hơn, mông hơi to hơn, ngực bắt đầu to ra. Và cái đỉnh điểm để nhận biết một cái đứa bé gái á, mà vậy thì đó gì? Bắt đầu cái kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Còn bé trai để nhận biết nó phát triển về cái tuổi dậy thì nó là gì? Bắt đầu nói chuyện tiếng giống như dịch kêu vậy, khàn khàn gì không? Rồi là gì nữa? Bắt đầu nó có cái mùi hôi và có lông nách, lông tơ đó, bắt đầu nó mọc ra. Rồi gì nữa? Dương vật bắt đầu nó to ra. Rồi ngủ ban đêm là hay xuất tinh, hay mộng tinh. Đó là dấu hiệu bình thường, đừng lo lắng quá. Đặc biệt là cha, là mẹ ra chúng ta cần phải gì? Quan tâm thời điểm này của các con của mình để nó không có lo lắng và nó sợ hãi. Quyên bà có thắc mắc gì không? Trước đây quyên bà anh chị em cũng y chang vậy mà, phải không? Có ai trong chúng ta sống trên đất này mà không có qua tuổi dậy thì không? Ai là người nói rằng tôi không có qua tuổi dậy thì? Chắc chắn ai cũng có hết, phải không? Như vậy, chúng ta thấy có nhiều đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là những cái đứa trẻ ở trong tuổi nhẹ thì này, lại là những đứa trẻ ngỗ nghịch nhất, cứng đầu nhất và dễ đi hoang đàng nhất. Có những đứa trẻ dễ đi hoang đàng nhất vào cái tuổi này nè. Và có những đứa trẻ ngoan và tốt và lần hiếu kính cha mẹ, trở thành những trẻ thành công trong cuộc sống ngày mai cũng bắt đầu từ cái tuổi này. Như vậy từ lúc 9 tuổi đến 17 tuổi là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng cho các con cháu của chúng ta. Mà phần lớn cha mẹ hình như là cái tuổi này là gạt bỏ chúng nó ra một bên, không có sự quan tâm. Cứ nghĩ rằng là mày lớn rồi mày phải lo cho em mày. Thế là không có cái cách nào, cái phương cách nào để giúp đỡ các con cái chúng ta trở thành những đứa trẻ tốt.
Hôm nay chúng ta sẽ học để tôi và anh chị em nhận biết, để chúng ta có thể giúp đỡ con cáo của mình. Ông vua Josiah, ông được sự dạy dỗ từ người mẹ và dạy dỗ từ ông thầy tế lễ. Cái sự dạy dỗ ở đây không phải nói về dạy dỗ về học thức không, mà dạy dỗ về trong cuộc sống hàng ngày, để giúp ông vượt qua trong một cái giai đoạn là tuổi dậy thì hay là tuổi thiếu niên. Đến khi tuổi thanh niên, ông trở thành một cái chàng trai tin kính Chúa, yêu mến Chúa, và ông chỉ vì Jerusalem, Juda tới 31 năm. Mà 31 năm đó, ông là một người được phước vô cùng. Sự thành công của một người đó, nó phải có một cái nền tảng trước đó. Chứ không thể nào nói, ông này ông tốt, chỉ có thể là ông may mắn. Không anh em, cái nền tảng ở trong gia đình đó là một trong những điều rất là quan trọng. Và nền tảng đó đã dạy dỗ con mình từ khi nó còn ở trong cái tuổi trẻ, đặc biệt là tuổi dậy thì. Như vậy nếu là cha là mẹ, là anh chị em, là những người trưởng thành, chúng ta quan tâm những đứa trẻ, đứa con, đứa cháu chúng ta ở trong tuổi thiếu niên, và chúng ta cần phải dạy những điều gì cho nó. Chúng ta cần phải dạy những điều gì cho nó. Tôi tin chắc rằng ông thầy tế lễ hình kia và mẹ và những cái vị quan trong thời điểm đó đã dạy ông Josiah, cũng giống như chúng ta ngày hôm nay thôi. Nhưng chúng ta khác ở chỗ là gì? Những cái vị đó cách chúng ta hơn 3.000 năm, mà chúng ta đang sống thời kỳ 2022-23, đó thời kỳ văn minh rồi. Nó khác hơn chút xíu, nhưng mà trong chúng ta con người ai cũng phải trải qua cái tuổi này hết. Chúng ta, đặc biệt là cha mẹ, cần lưu ý, cần quan tâm đến con cái của mình. Chúng ta cần quan sát những cái sự thay đổi về mặt ngoại hình và tính cách của trẻ. Ngoại hình và tính cách của nó. Rồi chúng ta phải biết lắng nghe và biết chia sẻ cùng các con của mình. Biết lắng nghe và biết chia sẻ. Và kế tiếp là chúng ta phải luôn là tấm gương tốt cho con cái. Tuổi dậy thì hay cái tuổi này là tuổi gì? Thích thể hiện, và cũng là cái tuổi thích là học hỏi. Và nó hay học hỏi bắt chước ai biết không? Bắt chước cha, mẹ, anh chị của nó, và luôn cả những người bạn bè của nó. Vậy tôi và quý bạn chị em cần nên giúp gì cho các con của chúng ta ở tuổi thiếu niên? Chúng ta cần phải dạy gì đây? Có một vài điều tôi cùng học quý bạn chị em. Thứ nhất, cha mẹ hay là những người lớn đó cần phải đặt cái tiêu chuẩn đối với con. Đặt cái tiêu chuẩn đối với con. Ở cái tuổi này thì tâm sinh lý của mỗi đứa nó khác nhau, có những cái biến động bất thường. Tâm hồn con của chúng ta nó rất là nhạy cảm. Cái tâm lý của nó dễ buồn, dễ vui lắm. Nhiều khi chúng ta thấy hình như tự nhiên đi đâu về không về, tự nhiên nó buồn, ngút buồn ngủ. Hoặc là nó ngồi nó gầu hoài, không biết lý do tại sao. Nhiều khi chúng ta hỏi, sao con buồn? Con không biết lý do tại sao con buồn. Cái tuổi này là tuổi gì vậy? Như vậy tôi và quý bà anh chị em cần phải quan tâm con của chúng con và chúng ta, và chúng ta hãy đặt ra cái tiêu chuẩn đối với con của mình. Đó là có những điều chúng ta cấm và có những cái điều chúng ta giới hạn. Đặt ra cái điều cấm và những cái giới hạn. Hỡi quý bà anh chị em, chúng ta đã con cháu và chúng ta có những đứa trẻ từ 9 đến 17 tuổi, chúng ta cần phải quan tâm. Nghiêm cấm cái gì? Nếu chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta nghiêm cấm con cái gì? Anh em phải đập cái lực nha. Về nhà nói với con của mình á, là hôm nay cha mẹ có một cái lực đối với con, vì cái tuổi của con là chưa phải là thanh niên. Nhân đó là con ở dưới quyền giám sát của cha mẹ. Nhân đó có một số cái lực mà cha mẹ đặt ra. Cũng giống như trước đây tôi cũng đặt cái lực con của chúng tôi vậy. Thứ nhất là con không được hút thuốc, uống rượu bia, cờ bạc, đi chơi khuya. Chơi khuya là tới 10 giờ là phải về, mà đi là phải xin phép. Chừng nào cha mẹ chấp nhận cho đi mới được đi, còn không chấp nhận thì không được đi. Là con gái hoặc là con trai không được xăm hình, con trai không được xỏ xuyên lỗ tai hoặc là xỏ lỗ mũi, con gái hoặc con trai không được đầu đỏ đầu vàng, đầu đen thì được. Con gái không được cắt tóc
ngắn như con trai mà con trai không được để tóc dài như con gái. Lực, đó là lực của gia đình tôi. Và tôi nghĩ rằng cũng là một cái lực mà quý bà anh chị em nên đặt ra để cho các cháu tuổi dậy thì nó biết. Quần áo á thì sao? Đó là không nên chọn những cái hình vẽ mà không phù hợp. Tại vì hôm nay anh em biết rằng có những cái hình của Satan á, nó vẽ trên cái thương hiệu của cái áo luôn. Nếu mà anh chị em mà không có quan tâm đến cái hình vẽ con, nó chỉ là một chừng những cái mà nó kết nối ngoài nào mà chúng ta không biết. Không được làm bạn thân với những bạn BD, những bạn đồng tính. Thật sự nó là bạn trai bạn gái mình quen nhau, mình cũng khổ, mình cũng lo không biết nó có cặp bèo cặp bạn hay không. Bây giờ nó quen một cái đứa đồng tính với đứa BD mình cũng khổ nữa. Thì thôi bây giờ cấm không được cho quen mấy cái đứa mà nó đồng tính BD á. Rồi cái tiếp sao phải không? Không được chơi game bạo lực, không được xem phim ma, phim kinh dị, phim khiêu dâm. Không được nghiện một loại thức ăn nào đó mà ăn liên tục, thí dụ như là mì tôm hoặc là xì tin. Không được yêu thương nhau quá sớm. Không được yêu thương nhau quá sớm. Làm bạn bè thì được, nhưng mà yêu thì không được. Ở cái tuổi này là ăn chưa no, lo chưa tới, hỉ mũi chưa sạch thì không được làm chuyện đó. Đến không được đến nhà bạn ngủ qua đêm. Không được đến nhà bạn ngủ qua đêm. Không được đi đám giỗ. Và không được mặc đồ quá hở hang. Ra đường không được tụ tập bạn bè đi đánh lộn. Không được sử dụng mọi chất kích thích như là ma túy hoặc là những cái chất khác. Dành thời gian nhiều hơn nói chuyện với bạn bè, nói dối là không được. Là không được đánh đập em, chửi rủa em. Đi đâu cũng phải đúng giờ giấc. Đó là tiêu chuẩn mà tôi đặt ra đối với con tôi trước đây. Thế là con gái tôi nói thế không? Tại sao con là con của một sư? Nó buồn vậy đó anh chị. Nhưng mà không con, con phải học để con. Cảm ơn Chúa, thời gian sau nó cũng bắt đầu quen dần và đã lớn lên ở trong cái khuôn khổ và của mình đưa ra. Và mỗi ngày bắt đầu nó quen và nó học cái cách sống để mà được thích nghi với một cái môi trường tinh kính ở trong gia đình. Có rất nhiều bạn, có rất nhiều đứa nó nói rằng ước gì con làm con của mục sư. Mà thường cái con gái nói không, làm con mục sư khó lắm á. Như vậy thì tôi muốn đưa ra kêu tôi chuẩn quý vị thấy làm sao? Quý vị có đồng ý áp dụng điều này cho con của mình không? Nếu không đồng ý thì khỏi giơ tay, ai đồng ý thì giơ tay lên. Đây tôi muốn nói thêm cái điều này nữa. Khi chúng ta đã đặt cái luật này ra cho con mình rồi thì nó sẽ chắc chắn 100% là, tôi nói quý vị là nó sẽ vấp vào cái điều mà mình làm. Chắc chắn nó phạm thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái điều mình làm nó quá sức của nó. Mà khi nó vấp như vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không nên quá cứng nhắc. Quá cứng nhắc là con mà làm gì cha mẹ sẽ đánh con, cha mẹ sẽ đuổi con khỏi nhà, cha mẹ mình phải chửi rủa nó. Điều đó tối kỵ của cha mẹ, không được làm cái điều đó. Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải gần gũi con của mình và phải nói chuyện với nó và giải thích cho nó lý do tại sao cha mẹ đặt cái điều này ra cho con. Phần lớn chúng ta đặt ra xong rồi chúng ta không có giải thích, mà chúng ta chỉ áp dụng cái đó và kỷ luật nó, rồi thậm chí nó sai á, là chúng ta đuổi nó hoặc là chúng ta rủ nguyền rủa nó. Chúng ta thấy phần lớn các người cha, người mẹ ngày hôm nay, đặc biệt là những cái đứa trẻ, cái tuổi vị thành niên này là cái tuổi dễ chống nghịch cha mẹ nhất, là tại sao không? Phần lớn là cha mẹ khi thấy tính tình con mình khó dạy, nói không nghe lời là chỉ chửi rủa đuổi mà thôi. Thế là nó nổi loạn, nó chống nghịch và nó trở thành những đứa trẻ gì không? Nó bất cần luôn, bất cần cha mẹ. Việc siết chặt cái quản lý của chúng ta dành cho con của chúng ta quá mức á, thì cũng không được làm cho nó mất tự do và nó cảm thấy nó rất là lúng túng. Tuy nhiên, nếu chúng ta buông lỏng nó thì nó sẽ thỏa sức
tự do và sẽ sa ngã vào các thói hư tật xấu. Vì thế chúng ta phải dạy con chúng ta, phải đặt ra những cái tiêu chuẩn này. Tôi muốn lấy trong Kinh Thánh ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 21 nó thế này: vì thế hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian dâm, lan tràn, lấy lòng mềm mại, nhận lấy chân lý lời Chúa đã chồng trong anh em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn anh chị em. Hãy dạy con của chúng ta những cái câu Kinh Thánh này, và chúng ta cũng đưa cái lực đó cả cho nó. Rồi, cái nguyên tắc cho con rồi nghe. Rồi chúng ta còn phải có nguyên tắc cho chính mình nữa. Nhưng nguyên tắc cho cha mẹ là sao? Chúng ta cần phải lập những cái tiêu chuẩn, không phải chỉ một chiều cho con, nhưng mà còn phải cho chính chúng ta là cha là mẹ. Khi chúng ta đối diện những cái tình huống mà con chúng ta nó lỡ sai, lỡ phạm như vậy đó, thì quý bà anh chị em đặc biệt là hạn chế thấp nhất sự nóng giận. Không được nóng giận. Và có nóng giận chăng nữa chỉ nhẹ thôi, hạn chế nhất. Không để là nóng giận lên là la chửi, là như tôi nói nãy là điều tối kỵ. Và chúng ta cũng không có nên liên tục bắt bẻ hay là moi móc những cái lỗi nhỏ của nó. Bởi mỗi đứa trẻ có những cái cá tính khác nhau, có những cái suy nghĩ, và nhất là cái tuổi này là cái tuổi mà tôi và quý bà anh chị em cần phải mặc tình yêu thương và sự mềm mại của người cha người mẹ và giúp đỡ cho con. Mềm mại đây không phải là chúng ta dùng sự mềm mại của người cha người mẹ chăm sóc đứa bé mới sơ sinh. Một đứa bé mới sơ sinh đó, chúng ta dùng mềm mại bằng cách là gì? Cái hành động của đôi tay. Còn khi đứa trẻ vị thành niên á, là chúng ta phải dùng sự mềm mại của lời nói. Được không quý bà anh chị em? Có ai mà con mình mới đẻ ra mình chùi mình lau nó làm gì không? Sao nó chịu nổi, nó chóc da hết trơn à. Còn nếu mà con chúng ta từ 9 tuổi trở lên mà chúng ta lúc nào cũng chữ thề, rồi chúng ta cũng nguyền rủa, rồi chúng ta cũng đấm đánh đá đó, thì con chúng ta sớm muộn gì nó cũng bỏ nhà đi qua. Còn không nó sẽ rơi vào cái trạng thái là mất cái cân bằng và dễ rớt vào bệnh tật trầm cảm. Khi chúng ta đặt cái tiêu chuẩn cho chúng ta, thì quý bà anh chị em phải kiểm soát cái cơn nóng giận. Tại vì chắc chắn thời điểm này là thời điểm nó dễ mắc lỗi nhất anh chị em. Nó dễ mắc lỗi lắm. Mà mỗi lần nó dễ mắc lỗi thì cha mẹ phải gần gũi. Thường con gái của tôi á, mỗi lần mà nó có lỗi gì tôi đưa nó ra xong rồi ha, là tôi bắt đầu để ý nó, tôi xem nó, đi đâu tôi cũng để ý nó chứ. Và mỗi lúc mà nó có lỗi gì đó, nhiều khi tôi phải nói với vợ tôi không dám nói trước mặt nó nữa. Tôi có những cái tôi la nó thiệt, nhưng mà có những cái tôi để cho bà xã tôi la. Rồi bà xã tôi tối bắt đầu ngủ chung với nó, rồi phải tâm sự gần gũi với nó. Có nghĩa là mỗi lần mà con gái tôi có lỗi, tôi nói với bà xã tôi, cái đầu đêm đó bà bỏ tôi, bà không ngủ chung tôi, bà ngủ chung đó. Cũng hơi buồn chút. Nhưng mà sao phải không? Đó, anh chị em sẽ thấy rằng con của chúng ta sẽ như thế nào. Nó không có cảm thấy bị bỏ rơi. Và nó tìm được cái gì? Sự quan tâm của cái sự người mẹ và cái kỷ luật của người cha. Cái sự thất bại của người cha, người mẹ đó là gì phải không? Nhiều khi người cha la gầy con thì người mẹ lại binh con. Và binh cái kiểu là thái quá. Và thậm chí chửi lại cái người cha. Đây là hành động không nên. Hoặc là người cha la gầy con á, người mẹ la gầy con thì người cha lại binh con. Hoặc là hai vợ chồng, người cha la con rồi người mẹ cũng la theo nữa thì không được. Phải có một cái người để mà con nó có cơ hội để nó giải bày, nó tâm sự những cái nỗi niềm của nó đó. Đây là cái tuổi cực kỳ quan trọng nguyên bà anh chị em. Như vậy, những cái giới hạn mà cha mẹ, người lớn tuổi phải đặt ra là gì? Không giận dữ, không chửi rủa và không xua đuổi con ra khỏi nhà,
không hù dọa con và không lạm dụng đòn roi trong thời điểm này đối với con của mình. Ở trong episode đoạn 5 câu số 4, tôi muốn dùng cái câu này để giữ môi miệng anh em nha. Đừng bao giờ nói lời tục tiểu, gồ dại hay giễu cợt bẩn thỉu là những điều không thích đáng, nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. Tôi hỏi quý bà anh chị em nè, khi con chúng ta trong tuổi dậy thì nó có lỗi lầm gì đó, quý bà anh chị em làm gì những ngày vừa qua? Quý vị nghe, cho tôi hỏi để trả lời nghe. Thứ nhất, chửi nó. Thứ hai, rủa nó. Thứ ba, đánh nó. Thứ tư, đuổi nó ra khỏi nhà. Thứ năm là gì? Cắt lương thực của nó. Năm cái này quý vị có ai làm gì không? Có không? Chắc quê lắm, giơ tay lên quê lắm. Thôi khỏi đi. Hỏi quý bà anh chị em, không nên. Chúng ta hãy làm như cái điều mà tôi vừa tâm sự quý vị, giữa hai vợ chồng tôi và nói chuyện với con gái mình vậy. Nếu là con trai thì quý bà anh chị em tối đó phải ngủ với, nói với vợ, hôm nay em ngủ mình nghe, anh qua anh ngủ chung với thằng con trai của mình để anh tâm sự nó coi sao. Tại nó có lỗi. Thật sự con chúng ta mà nó có lỗi rồi, nó mặc cảm, nó xấu hổ lắm. Thường những cái đứa trẻ, đặc biệt là chứa đứa trẻ mà thiếu niên á, thấy không, là nó dễ cái phạm lỗi mà nó hay mặc cảm tự ti và nó hay xấu hổ nữa. Và có những đứa thì nó mà không la gầy nó lì luôn à. Nó làm cho lợi gan nó luôn á. Thì quý bà anh chị em cần phải gần gũi hỏi thăm con của chúng ta, con có gặp cái gì gắt gói không, con lý do tại sao con như vậy, có thể bạn con cám dỗ con không, hoặc là con gì không, nói cho ba biết đi, ba cầu nguyện cho con, nói cho mẹ biết đi, mẹ cầu nguyện cho con. Cái kết thúc để quý bà anh chị em làm là gì? Hãy cầu nguyện nó cho cái lúc mà nó đang có cái lỗi đó. Tuổi thiếu niên nó khó dạy, nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ giúp cho con chúng ta xây dựng một cái nền tảng đạo đức tinh kính, và nó trở thành một thanh niên, nó trở thành một thiếu nữ đẹp về hình dáng bên ngoài mà đẹp luôn cả cái tính nết bên trong. Đó là điều mà tôi nói cái phần thứ ba đó. Đó là gì? Cha mẹ nên lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của con mình. Lắng nghe. Có ai trong quý vị có dành thời gian lắng nghe con của chúng ta ở tuổi thiếu niên không? Có ai dành thời gian ít nhất trong một ngày nói chuyện với nó một tiếng đồng hồ không? Tôi thật anh chị em biết, cái con gái của tôi mỗi lần nó đi học về là nó lúc nào nó cũng ngồi gần với tôi chứ. Đi học xong về cái đầu nó lên mẹ nó chút xíu rồi nó chạy xuống với tôi, nó ngồi nói chuyện với tôi. Nhiều khi mình phải tâm sự với con của mình, phải không? Anh em có con trai hay con gái thì chúng ta phải tâm sự nói chuyện với nó. Nhưng chúng ta cứ đổ thừa là tôi bắt đi làm rồi, là kiếm tiền, muốn đổ mồ hôi nè, không có thời gian đâu mà lo cho đứa nhỏ nó. Anh em ơi, không phải chúng ta không có thời gian, nhưng mà tại vì chúng ta không có quan tâm đúng mức của một người cha, người mẹ dành cho con của mình ở trong tuổi thiếu niên. Tại cái tuổi này nó chọc giận chúng ta dữ lắm, nhưng nó tâm lực quá không muốn nói, bực quá không muốn nói chuyện luôn. Khi con của chúng ta cái tuổi này nó có những cái nguyện vọng đó, thì anh chị em phải hỗ trợ cái nguyện vọng đó là gì. Nó muốn đi học thêm thì anh em cũng phải tạo điều kiện nó đi học thêm. Nó muốn học đàn, nó muốn đi đá banh, nó muốn đi mà đánh bóng chuyền, chơi cầu lông, bơi lội hay chạy bộ, hoặc là nó muốn học nhạc, học trống, học đàn, học kèn, học hát, học phét cái gì đó, thì anh em hãy lắng nghe con thích cái gì, con muốn cái gì, cha mẹ sẽ hỗ trợ cho con. Anh chị em tạo điều kiện cho nó, hỗ trợ cho nó. Thậm chí anh em phải cùng đi học với nó nữa. Lúc con chúng tôi còn nhỏ đó, anh chị em biết là tôi ước ao nó biết đánh đàn, đặc biệt là đánh đàn organ. Lúc là lớp 1 là hai vợ chồng tôi thay thiên nhau và chở đi học rồi đó. Và chở đi học, học suốt luôn vậy. Dẫu rằng nó đàn nó không có phải giống như một nhạc sĩ, nhưng mà điều gì anh em biết không? Nó biết được căn bản.
Nếu anh em không tạo một cho nó một cái công việc gì đó để phục vụ hay làm việc để mà nó hoạt động á, thì nó sẽ tập trung vào cái iPad, tập trung vào cái iPhone á, hoặc là cái Samsung em, nó nghiện game luôn. Trong cái ngày qua đó, trong những ngày vừa qua, chúng tôi tổ chức cái chương trình trại hè. Tới cái phần mà tôi hỏi chứ trong các con đứa nào chơi game, có hai ba đứa nó giơ tay lên à, nó làm như nó thánh khiết là dữ lắm. Tôi mới kể câu chuyện có một số đứa nó chơi game à, game online nè, Võ Lâm Truyền Kỳ nè, thấy không, Thiên Long Bát Bộ nè, thấy không, hoặc là những cái game mà nó mang tính chất là bạo lực nè, đánh lộn nè, ma thuật nè, mà những cái game mà thậm chí nó tự tử nữa đó. Tôi hỏi giờ đứa nào chơi, một số đứa một sự cầu nguyện là gì không, khi nó chơi game rồi nó bị thần kinh luôn, nó bị nhũng não, nó khô não rồi nó mới khùng luôn. Có một số đứa đó là quỷ nhập vô nó và nó giật cà tưng hoài. Có một số đứa nó chơi game rồi nó lại có cái xu hướng là muốn đi giết người để nó kiếm tiền. Có một số đứa là nó trở thành những đứa trẻ không còn khả năng dạy nữa. Trong các con đứa nào đã từng chơi game, anh em biết làm gì không? Giờ lại hết gần phần nữa, hơn phần nữa. Thế là bắt lên giải cứu. Anh chị em ơi, nếu anh chị em không có nghe nguyện vọng của con của mình và giúp đỡ cho nó để cho nó phát triển những kỹ năng trong cuộc sống của nó đó, anh chị em biết không, nó sẽ tập chú vào những cái sở thích của nó mà thôi. Nó thích cái gì nó làm cái đó. Dĩ nhiên các đứa nhẹ bé chúng ta ngày hôm nay nó thích gì? Thích chơi game thôi cũng chả vậy. Còn thứ hai là nó thích làm những cái việc xấu thôi. Thích đó là bắt chước người lớn hút thuốc, thích chửi thề, làm những cái chuyện đó đó. Tiêu chuẩn mà tôi nói cho nguyên bà anh chị em, đó là cái tiêu chuẩn mở. Nếu mà một vài năm mà tiêu chuẩn này nó không có phù hợp thì anh em có thể thay đổi chút xíu, chứ không nhất thiết là phải áp dụng một cách khư khư như vậy. Chúng ta nên có một cái nhìn thoáng hơn đối với các con của mình và đáp ứng những cái nguyện vọng của chúng nó cho nó thích hợp, và không, đặc biệt là không chiều nó. Tuổi thiếu niên là không được chiều con, mà phải hướng dẫn con, định hướng cho con. Rồi, điều kế tiếp là cha mẹ khi biết cái tuổi này con bắt đầu nó phát triển rồi đó, tự nhiên cái đang con đực ngựa mình nó đó, giờ nó đâu nó có lông đâu, bây giờ tự nhiên nó có lông, tự nhiên nó có râu, tự nhiên nó đổi giọng, tự nhiên cái tiếng nó hát là hay, bây giờ tự nhiên nó khè 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 giống như vịt kêu vậy. Lúc này là lúc mà quý bà anh chị em nên gần gũi con mình nhất. Tại sao vậy? Nó đang bối rối và đang sợ, không biết nó có bệnh hay không. Và những cái con gái chúng ta làm sao cái tuổi đó nó dễ, nó thời kỳ kinh nguyệt mà, nó sẽ cảm thấy nó sợ, tại vì nó đau bụng thường xuyên, nó bị mất máu nữa, nó cảm thấy nó lo, nó lúng túng lắm. Thì người mẹ, và đặc biệt là người mẹ, phải gần gũi con mình trong thời điểm đó để nó không có bị hụt khẩn và sợ hãi. Rất là đáng thương cho những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa con gái mà không có mẹ, vì cớ mẹ chết sớm hoặc là mẹ bỏ đi lấy chồng khác, đã để con mình rơi một cái hoàn cảnh rất là khủng hoảng tinh thần trong thời điểm này. Thời điểm nó chạy đến tìm ai? Chạy đến những người bạn đó. Mà gặp những bạn xấu đó là thời điểm là nó dễ phạm tội nhất. Thường những đứa trẻ mà đặc biệt là phạm tội bị cưỡng hiếp nè, thấy không? Bị là hành hạ nè, thấy không? Là rơi vào cái tuổi từ 9 đến 17 tuổi. Và những đứa trẻ này tôi thường cầu nguyện giải cứu cho nó dễ bị ma quỷ hành hạ nhất là thời điểm đó. Thời điểm này là cha mẹ nên gần gũi và để hiểu rõ những cái sự hoảng loạn, sự sợ hãi và sự bối rối, để chúng ta có cách và xử lý giúp cho con của chúng ta ở trong cái tuổi dậy thì. Ăn uống cũng vậy, quý bà anh chị em cần phải quan tâm con của chúng ta trong sự ăn uống. Tại tuổi này là cái tuổi nó thích ăn cái gì nó ăn hoài cái đó đó, và nó dễ sanh ra bị bệnh tật. Rồi, kế tiếp. Tuổi này là tuổi là quý bà anh chị em không phải chỉ dắt nó vào cái nhà thờ lúc mà tôi còn nhỏ không. Tôi khích lệ quý bà anh chị em, đặc biệt là những cặp vợ chồng mới vừa đám cưới những ngày vừa qua, hoặc là đám cưới cũng hơi lâu lâu rồi,
có những cặp vợ chồng chưa mang bầu, và có những cặp vợ chồng đang mang bầu, và có những cặp vợ chồng đã sanh con rồi. Hãy làm sao? Khi mang bầu vẫn phải mang bầu đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Lúc sanh con rồi, con mình nó cứng rồi đó, hiểu không? Và bồng được phải bồng đến nhà thờ. Lúc mà nó đi tập trứng được cứ bồng đến nhà thờ. Đi chứ vậy, hãy tập cho nó một cái thói quen tinh kính từ khi nó còn nhỏ. Được không quý bà anh chị em? Quý bà anh chị em đừng bao giờ sợ đến gặp nó gây gối ông mục sư rồi gây gối nhà thờ nó khóc la om sùm. Đúng, nó gây gối là tôi la thiệt. Nhưng mà tôi không phải là tôi đuổi à. La là khác, là đuổi là khác à. La là gì? Để cha mẹ có thể giúp đỡ cho nó, để đừng có la nữa. Đem ra ngoài khi nó hết la rồi bồng vô. Nhưng mà không được tự ái mà không được đi nhóm là không được. Tại vì sao? Chúng ta đừng bao giờ để cho con chúng ta mất đi lòng kính sợ Chúa từ khi còn nhỏ. Lòng kính sợ Chúa lúc trẻ, lúc còn nhỏ cực kỳ quan trọng. Tôi nói anh em biết, tôi là mục sư, tôi hầu việc Chúa ngày hôm nay đó, mà tôi giữ vững cái đời sống phục vụ Chúa là từ khi còn nhỏ bé thơ đó đó. Từ khi tôi còn bụng mẹ, từ khi tôi đẻ ra, từ ba tôi đẻ tôi ra tới ngày hôm nay là tôi được thấm nhuần ở trong đời sống tinh kính. Khi tôi trưởng thành, khi tôi tuổi thiếu niên, thiếu thanh niên, tôi dễ có nhiều việc cám dỗ lắm, nhưng mà tôi không có bị những cái lo lòi kéo tôi. Bởi vậy anh chị em có muốn con mình nó vô tù không? Ai là người muốn con mình vô tù giơ lên? Có ai muốn con mình nó thành một đứa nghiện ma túy không? Giơ tay lên coi. Chắc chắn là không phải không? Có ai muốn con mình làm một sư hầu với Chúa không? Giơ tay lên. Dĩ nhiên rồi. Có anh em nào muốn con mình trở thành đứa con ngoan ngoãn mỗi tháng đem cho quý vị về 20 triệu quý vị xài chơi? Hết đâu? Giơ tay lên coi. Chứ tôi khoái rồi đó. Hỡi anh em, được điều đó là chúng ta phải giữ và hãy trung tín và hãy tha thiết phục vụ nó và dẫn con mình từ khi còn nhỏ đem đến cái sự tinh kính từ khi còn nhỏ đó. Anh em phải đi nhóm. Có buồn có giận ai trong nhà thờ là chuyện của anh em, cái chuyện người đó thôi. Không lẽ tôi buồn cái chị ba, chị tư, chị năm rồi xong nói bỏ nhóm mà nghe, tụi bay không được đi nhóm luôn, ở nhà với tao. Ai là người những ngày vừa qua làm điều này? Có không? Mong là không có, nếu có là không được đó nghe. Buồn giận ngày hôm nay thôi, ngày mai người ta hết buồn hết giận, không thể nào mình tự ái gì đó rồi tự nhiên giận lây hết tất cả mọi người ở nhà giận Chúa luôn là không có được. Tôi không phải là không cho anh em buồn, anh em giận, cái chuyện là chuyện bình thường ở trong cuộc sống. Vợ chồng nhiều khi cự cãi nhau chuyện bình thường, phải không? Không lẽ cự cãi nói thôi thôi từ cự cãi bà thay tôi nghỉ nhóm luôn à? Đâu được anh chị em. Mà chúng ta làm gương xấu cho con của chúng ta, rồi nó bắt chước nó không nhóm này, mà bà không đi nhóm con không đi nhóm luôn. Mai mốt mình đi nhóm lại mình kêu nói thôi à, bà đi đi tôi không đi à nghe. Anh em thấy buồn không? Mình đang dạy cái gì? Làm gương xấu cho con. Rồi điều kế tiếp, quý bà anh chị em cần phải gì? Giúp đỡ và hướng dẫn con mình có một cái suy nghĩ tích cực trong cái thời điểm này. Thời điểm là thời điểm từ 9 tuổi 10 tới 17 tuổi. Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Giàu ở nhà mà có thiếu tiền á, thấy không? Cái nói con, không sao đâu con, hôm nay thiếu tiền ngày mai Chúa cho mình là con. Được không? Đừng có than, mà nghèo quá, mà khổ quá, tao khổ quá mày thấy không? Tao khổ quá. Khổ hoài vậy. Trong túi có tiền mà cũng than khổ là sao? Làm màu hả? Không có được anh chém, mình khổ đâu, lúc nào mình cũng khổ đâu. Nhưng mà tôi dù anh em khổ chẳng được, không được nói rằng má khổ quá. Đúng ngày hôm nay ba má khổ con, nhưng mà con cầu nguyện cho ba má nha, để ba má làm ăn được, rồi mai mốt mình khá lên rồi con. Được không quý bà anh chị em? Hãy suy nghĩ, hãy đặt cái tiêu chuẩn giúp đỡ con mình có một cái suy nghĩ tích cực. Để nó yêu cái cuộc sống này, để nó yêu gia đình của nó. Chứ mà anh em than hoài, anh em khổ hoài đó là nó nói khổ quá chắc thôi bỏ nhà tôi đi làm thề. Chính cái chỗ đó ngày hôm nay lên trang mạng có nhiều người nói rằng là việc nhà lương cao, rồi tôi nói đó là tôi bỏ nhà nó đi làm luôn. Cuối cùng làm gì? Nó rơi vào ổ mại dâm. Nó rơi vào những cái chỗ là tệ nạn cờ bạc. Tại vì nó muốn kiếm tiền thì khi còn nhỏ để lo cha mẹ nó mà. Khi anh em có cái lối suy nghĩ tích cực bằng cách là chúng ta đặt lời Chúa là tiêu chuẩn sống của chúng ta,
Mỗi cái sự khó khăn gì đó là anh em lấy cây kinh thánh anh đọc. Mỗi gặp cái sự khó khăn rồi chúng ta áp dụng lời Chúa trong đời sống của chúng ta thì con chúng ta sẽ bắt chước y chang vậy đó. Nói thật anh em biết à, trước đây má tôi, ba tôi không hạnh phúc. Mỗi lần mà ba má tôi gặp nhau, cái ba tôi nói xong, má mày chửi tao vậy. Tao nhìn cái miệng má mày tao biết là má mày chửi tao. Anh em biết lý do tại sao? Ba tôi ông điếc, ông đâu nghe gì đâu. Ông nhìn má tôi lát nhét đó là má mày chửi tao. Rồi tôi nói không, tôi mới la lớn là má đâu có chửi ông đâu. Tao thấy má mày chửi tao. Rồi thế là má tôi nó bực quá, bà chửi thiệt anh chị em, bà chửi hoài với tôi cũng chịu hết nổi. Cái sự chửi rủa, cái lời cằn nhằn của người cha, người mẹ nó rất là nguy hiểm trên con cái. Nó tạo thành một cái lối suy nghĩ tiêu cực, một cái dòng chảy đặc biệt là tiêu cực đối với con của mình. Và anh em biết điều gì không? Những lúc như vậy tôi chạy đến nhà thờ, anh thấy nhà thờ đắng không? Nhà thờ Tin Lành, cái cua cái nhà giáng anh đang. Là những lúc đó tôi chạy đến nhà thờ đó, là ông bà mục sư là cha nuôi của tôi. Lúc nào tôi chạy đến đó chứ. Tôi buồn tôi chạy đến đó, buồn sáng cũng chạy đến đó, chiều tối cũng chạy đến đó. Tôi xem cái nhà thờ đó là cái nơi mà tôi ở đó anh chị em, chứ không phải là nhà tôi đây đâu. Tại sao vậy? Tôi tìm được cái sự an ủi từ ông mục sư. Tôi tìm được cái tình yêu của một cái người cha. Tôi tìm được cái lời tư vấn, lời tích cực từ một người cha. Bởi vậy, hỡi quý bà anh chị em, chúng ta hãy giúp cho con của mình ở tuổi dậy thì này phải có một cái hướng tích cực, hay là có suy nghĩ tích cực ở trong trí của nó, trong tư tưởng, trong tâm trí của nó mới được. Hãy dạy lời Chúa cho nó, hãy đem nó đến đời thờ thánh. Thí dụ nó đi học nó bị thất bại đi, cái đáng lẽ nó bị tiêu chứng mình đưa ra bài thi này con phải được từ 9 đến 10 điểm nha, nhưng bữa đó nó thi được có 6 điểm thôi. Quyên bà phải làm sao? Mày xé giùm tao nha, mày nghỉ học luôn đi nha, cho mày ăn lưng dài dai gọng. Cái chuyện có 9 điểm mình làm không xong là sao? Dẹp. Có phải không quyên bà anh chị em? Không. Hả, nói với con sao? Con không sao đâu con. Bài thi năm nay có thể là con như vậy, nhưng mà mẹ tin chắc rằng, cha tin chắc rằng bài thi sau con sẽ làm được điểm tốt. Thôi giờ là ba mẹ sẽ hiệp một cầu nguyện cho con nghe, để con được đạt điểm 10 nha con. Được không quý vị? Khi con gái tôi nó đang học từ lớp 9 lên lớp 10, lúc đó nó rối lắm. Nó ao ước đi vô trường Đốc Binh Kiều, là cái trường đó, là cái trường trường điểm á, là nó lo lắng quá. Thế là hai vợ chồng chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho nó. Khi đặt tay cầu nguyện cho nó, bắt đầu nó mất cái sự lo lắng. Và khi nó làm bài, anh chị em biết không, làm bài được cái điểm tối đa không? Những lúc con chúng ta, những lúc nó gặp những cái sự khó khăn, hay là gặp những sự tiêu cực nào trong suy nghĩ nó, thì quý vị hãy can thiệp bằng cách là cầu nguyện, bằng cách là dạy lời Chúa cho nó. Và thậm chí chúng ta cần phải đồng công với nó. Cái ngày mà con của tôi nó đi thi đại học, anh chị em biết không, là tôi dành những ngày đó tôi không có làm chứ, tôi phải chở nó đi, tôi nó thi trong mà tôi ngoài, tôi phải lo từng giây phút, tôi cầu nguyện liên tục. Khi nó đi ra xong rồi, anh em biết không, con bà thi có vô cái trường, nó ra nó không, nó khóc, nó tía ơi con làm bài không được rồi. Con đường không sao đâu con, biết đâu con đậu ở trường khác, Chúa không cho con trường này, không qua trường khác con học đậu rồi sao, thôi đừng có lo con, đừng có suy nghĩ gì hết trơn á, thôi giờ con cảm ơn Chúa đi. Xong cái nó bình thường, hai cha con bắt đầu đi uống, đi ăn. Ăn xong cái đầu là về, cái sau mấy ngày sau nó thi cái trường nữa. Cuối cùng anh em biết điều gì? Nó thi đậu hai trường. Thi đậu đại học hai trường, thời điểm đó rất là khó. Chúng ta đừng bao giờ la gầy, gây áp lực, gây sự tiêu cực cho con của mình. Hãy hướng nó có một cái suy nghĩ tích cực ở trong cái cuộc sống. Được không quý bà anh chị em? Tuổi thiếu niên là tuổi rất là khó. Nhưng mà nếu anh em biết cách thì nó rất là dễ chứ không khó đâu. Khó là do mình thiếu cái sự nhạy bén, thiếu cái sự dẫn dắt, thiếu cái sự khôn ngoan thôi. Rồi, điều kế tiếp là quý bà anh chị em hãy hướng cho con của chúng ta có những cái ước mơ hoài bão ở trong cuộc sống đó. Nó ước mơ cái gì? Như vừa qua đó có ông bé này, khi tổ chức thinh kinh hè, tôi có hỏi chứ các con ước mơ cái gì? Dạ thưa mục sư, con ước mơ. Nó đâu mất tiêu rồi, nó ở đây nè. Con ước mơ là con vừa hầu việc Chúa, con vừa làm bác sĩ, được không mục sư? Nó ước mơ hai cái, vừa làm mục sư mà vừa làm là bác sĩ nữa. Rồi nó hỏi tôi như vậy, tôi nói được con, nhưng bây giờ có mục sư bác sĩ nữa con.
Đừng có dập tắt ước mơ của nó. Nó muốn làm ước mơ, nó làm bác sĩ, mục sư, nói dẹp mày. Là tao rồi, thôi rồi, dập tắt ước mơ nhỏ đâu được. Hãy để cho nó ước mơ. Anh em biết là một đứa trẻ nó ước mơ, nó có đòi hỏi tiền anh em không? Nó mơ nó đâu có đằng tiền đâu. Nó ước nó đâu có cần tiền anh em đâu, phải không? Nó cần cái lời khích lệ của anh em. Anh em biết lúc tôi còn nhỏ nghe, tôi nói thật anh em, lúc tôi còn nhỏ tôi ao ước làm mục sư lắm. Không biết anh em biết đâu, tôi không nói đâu. Cái giờ tôi nói má ơi, má má còn muốn làm mục sư lắm ơi. Hả mày dẹp mày, mày làm mục sư mày lấy gì mày lo cho tao? Mục sư nghèo lắm, không có gì ăn hết trơn á. Mày làm mục sư mày lấy gì mày lo cho tao? Mình mới vừa nói câu đó là bà chơi một cái hết mơ hết ước hết trơn. Nhưng mà cái ước mơ đó vẫn cháy bỏng ở trong đời sống chúng tôi mỗi ngày. Và sau này thì mẹ tôi bắt đầu ủng hộ tối đa, giúp đỡ tôi tận tình trong cái chức vụ hầu vị Chúa. Điều kế tiếp, hỡi anh chị em làm cha làm mẹ, tuổi con của chúng ta từ 7-8 tuổi, 9-10 tuổi, có ai còn ngủ chung con mình không? Chúng ta chỉ ngủ chung con của chúng ta từ khi nó còn nhỏ thôi. Nó lớn rồi phải tách riêng chứ. Nhiều người cha người mẹ con mình nó là 15-16 tuổi rồi vẫn còn ngủ chung má con. Vậy ông chồng bỏ ông lang thang ngoài ngủ đầu đường xó chợ. Lâu lâu cái ông dọn mùng căn nhà cửa nhà trước đó, ông dọn mùng sao lâu lâu ông dòm dòm con nhỏ ngủ chưa ông chạy vô. Vậy mà bà cứ ôm nhỏ ngủ miết. Bỏ con lớn ngủ mồ côi mồ cút vậy. Không được anh chị em. Anh chị em biết theo cái phương Tây đó nha, và theo cái văn hóa của một số nơi trên quốc giới thế giới á, khi đứa trẻ mà nó vừa thôi bú lớn chút xíu đó là cha mẹ bắt đầu cho nó ngủ cái phòng riêng rồi. Cho nó bắt đầu tự lập rồi trong cái giấc ngủ đó rồi. Khi nó lớn lên, nó lớn lên đó, là cha mẹ bắt đầu phải lìa con. Anh em phải tập lìa con để chi sau này nó lập gia đình nó rất là dễ. Nếu mà anh chị em không có tập nó lìa con, mai mốt sau này khi nó lớn lên chút xíu nó, anh chị em biết nó có người yêu, nó muốn lập gia đình, quý bạn anh chị em sẽ kiểm soát nó và không bao giờ cho nó lập gia đình. Chúng ta sẽ nói sao? Con lấy chồng, con lấy chồng cũng bỏ má sao con? Rồi hết lấy chồng luôn. Nói câu là thôi giờ con không lấy chồng, con về sống má. Mai mốt nó ly lấy chồng á, hiểu không? Chồng nó có giận có buồn gì đó, hay nó có buồn vui với chồng, nó về nó gọi điện thoại cho má. Má nói sao? Về má đi con, má ở nhà con mình nè. Rồi nó bỏ chồng nó về với má liền. Và những cái chuyện đó rất bình thường ở trong cuộc sống thôi, nó cũng phải bỏ gia đình của nó để về với má. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều cặp vợ chồng ly dị. Vì cớ gì không? Cha mẹ không có lìa con. Có những lúc anh chị em biết không, nhiều khi tôi lâu lâu tôi về thăm má tôi, tôi ở lâu chút xíu má tôi nói sao không? Sao hôm nay mày về đây với tao mà ở lâu vậy? Thì cái nay con ở với má thôi. Mày về mày phụ vợ mày chứ mà ở đây mày làm quậy mày. Điều gì xảy ra phải không? Người cha người mẹ lúc nào cũng muốn cho con của mình nó hạnh phúc hết. Và anh chị em phải tập đi lìa nó từ khi nó còn nhỏ nè. Lìa không phải là bỏ, nhưng mình phải quan tâm. Mà quan tâm không phải là mang tính chất là kiểm soát, ôm rồi gần gũi kiểu đó. Nhưng anh chị em phải tập cho con mình nó tự lập, từ từ, rồi sau đó nó trưởng thành mới được. Rồi điều kế tiếp, anh chị em phải hướng dẫn con của mình là biết sử dụng tài chính. Có nhiều người cha người mẹ ngày hôm nay là không bao giờ cho con mình biết sử dụng tài chính. Anh chị em biết cái người Do Thái này, họ dạy con của họ biết tìm làm ra tiền từ khi học lớp 1 á, học lớp 1 mới làm ra tiền rồi đó. Và biết sử dụng tiền luôn đó. Còn chúng ta sao, cái gì cũng xin là cho. Và thậm chí mỗi lần cho là chửi á. Nó xin tiền đi học cũng chửi, mày làm gì đó, mày xin tiền tao hoài cho mày. Và đây là những cái điều mà nó làm cho con chúng ta nó dễ bị tổn thương về tiền bạc. Anh em hãy hướng dẫn con chúng ta nó từ khi nó còn nhỏ biết dâng hiến, nó biết quan tâm đến những người bạn bè của nó, là những người bạn mà có nhu cầu, nó biết chia sẻ. Chứ đừng có sống ích kỷ quá. Chúng ta thấy có những đứa trẻ nó tham lam, nó ích kỷ sao phải không?
Nó vô trong lớp học thấy bạn bè mình ló cái gì ra nó cũng trộm cắp, ló cái gì nó cũng trộm cắp hết trơn, là không được. Bởi vậy anh chị em hơi cẩn thận trong vấn đề này. Đặc biệt là dạy con của mình đó, phải biết sử dụng tài chính, cũng phải biết tiết kiệm, không thể nào phung phí, đụng cái gì nó cũng mua. Và điều kế tiếp anh chị em cần phải giúp con của chúng ta là gì? Anh em làm sao phải dạy nó cầu nguyện, dạy nó học kinh thánh. Hai điều cực kỳ quan trọng trong những điều mà tôi đưa ra cho anh em. Có một lần tôi thăm một cái gia đình này vào ngay cái giờ cầu nguyện đi. Tôi thấy hình ảnh á, khi cái anh này anh ngồi anh cầu nguyện, cái đứa nhỏ nó rút vô trong, nó còn dây trong lòng của cha nó cầu nguyện luôn. Có lần thì nó nhảy lên lưng cha nó cầu nguyện, nó nhảy lên lưng nó ngồi cho nó nằm nó cầu nguyện y chang cha đó. Mỗi lần mà cha cầu nguyện nó ngồi nó cầu nguyện y chang, cái tư thế cha nó cầu nguyện sau nó ngồi cầu nguyện y chang vậy á. Anh em thích không? Khi chúng ta lập một cái đời sống cầu nguyện hay là yêu mến lời Chúa, con chúng ta nó sẽ bắt chước sống chúng ta như vậy. Để trở lại cái câu chuyện của ông vua Ô-xia. Ô-xia, xin lỗi, là Yô-xia, là một người tin kính Chúa, yêu mến Chúa. Và ngoài ông còn có ông Ô-xia nữa. Ông Ô-xia từ khi 16 tuổi ông đã lên ngôi. Bà mẹ của ông cũng là một cái người yêu mến Đức Chúa Trời. Và ông là người cai trị tại Jerusalem. Mẹ của ông tên là Jeculia. Vua ông là tìm kiếm Chúa và ở trước mặt Chúa, làm điều thiện trước mặt Đức Chúa Trời. Bất cứ cái một vua nào mà kính sợ Chúa đó, thứ nhất là gì? Là tìm kiếm Chúa. Thứ hai, kính sợ Chúa. Thứ ba, lìa bỏ điều ác, là thờ cúng hình tượng. Mỗi vua, ông vua nào mà kinh thánh đó là vua làm điều thiện thì có 3-4 điều đó cặp theo. Yosia, cái từ Yosia có nghĩa là Jehovah chữa lành. Điều đầu tiên của vị vua này đó là gì? Ông yêu mến luật pháp của Chúa. Anh chị em hãy hướng dẫn và hãy dạy con chúng ta yêu mến luật pháp của Chúa, yêu mến lời Chúa hơn là yêu mến game, hơn là yêu mến những cái điện thoại thông minh tối ngày chách chích với bạn bè hoài. Ở trong Thi Thiên 119 câu 11 nó thế này: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Ngài. Và câu 15-16: tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa và chú tâm vào đường lối Ngài. Tôi vui thích trong quy luật của Chúa và không quên lời Ngài. Trong thời gian qua, cảm ơn Chúa là ngày tôi thấy các cháu nghe học kinh thánh rất là tốt. Và các cháu rất là siêng năng, tôi thấy được khích lệ. Và trong cái lớp 50 em thiếu niên đó, là có khoảng chừng 5 em là có cá tính. Anh em biết là gì không? Nó là nghiện game đó anh em. Nó nghiện game. Ngày đầu tiên anh chị biết không? Tôi lên là tôi chia sẻ lời Chúa hen, ở ngoài nó móc điện thoại ra nó chơi game. Tối ngủ á, không, mọi người ngủ hết trơn rồi nó ngồi ở ngoài 2 giờ, 3 giờ nó mới chịu ngủ, không có chịu ngủ nữa. Tôi phải thức canh nguyên đêm vậy, tôi nói đứa nào ngủ, tôi văng mùng, tôi văng giọng kế bên tôi canh nó luôn. Cái qua ngày thứ sau anh chị em thấy không? Qua ngày sau bắt đầu nó thay đổi. Bắt đầu nó gắn bó anh chị em. Nó chơi với mọi người rồi nó không còn quan tâm điện thoại nữa, nó không còn ngồi chơi game nữa. Bắt đầu khi mà kêu gọi giải cứu đứa nào chơi game, nó nhảy lên, nó đứng lên đi cầu nguyện giải cứu cho nó. Điều thứ hai mà ông vua này, ông có là gì? Đó là ông thanh tẩy và sửa lại đền thờ. Ông thanh tẩy đền thờ. Bất cứ cái chỗ nào mà những cái vị vua trước đó dựng những cái tượng thờ đó, thằng Ác Đạt Tê, thằng Ba Anh, thằng Asira này kia đó, là ông biết chỗ nào mà có cái đền thờ của những cái thần đó là ông đến, ông kêu quân lính đập phá và đốt và nghiền nát thành cho thành bụi luôn. Ông gớm ghiếc từ khi còn nhỏ mà gớm ghiếc những cái hình tượng như vậy đó anh chị em. Và những cái hình tượng của con cháu chúng ta ngày hôm nay là cái gì anh em biết không? Đó là những cái ca sĩ ở ngoài đời.
con chúng ta ngày hôm nay rất là thần tượng những cái ca sĩ ở ngoài đời. Mà những cái lời nói của vị ca sĩ đó nói ra giống như là gì không? Giống như là lời của thần nói vậy. Nó tin mà nó làm theo y chang vậy anh chị em. Thậm chí trên trang mạng ghi lại những lời nói của con mẹ khùng, cái thằng điên. Nói những cái lời của nó ra cái đầu tự nhiên bây giờ nó cũng bắt chước nói y chang lại luôn. Viết học những cái lời của mình khùng điên luôn. Mà trong khi đó là sao phải không? Kinh Thánh thì không nói ra. Lời Chúa thì không có ứng dụng. Mà ứng dụng toàn những cái gì không? Anh chị em cũng nên nhắc nhở con của chúng ta. Đừng có lập cái nền đền tảng đời sống tin kính đức tin hay đời sống tấm lòng của chúng ta vào những cái lời nói hư không của những người không ra gì. Có một số con cái của Chúa cũng lại tin và làm theo điều đó. Điều này là chúng ta, Kinh Thánh nói rằng phải thanh tẩy ra khỏi thì Kinh Thánh nói sao? Thân thể anh em là đền thờ của Chúa, phải không? Thì đừng để những cái thần tượng hư không đó là ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta. Điều thứ ba, ông vua Josiah này ông làm đó là gì? Ông gấp lòng tìm kiếm Chúa. Cái từ tìm kiếm Chúa ở trong đây là gì? Họ kêu gọi về sự cầu nguyện kiên ăn. Ông vua ông còn nhỏ mà ông hướng lòng lên Chúa, ông cầu nguyện anh chị em. Ông Ô-xia cũng vậy nữa. 16 tuổi ông lên ngôi và ông cũng gấp lòng tìm kiếm Chúa, cầu nguyện, kêu gọi cả dân sự của Chúa, mọi người hãy hạ lòng xuống tìm cầu Đức Chúa Trời. Và điều cuối cùng của ông vua này là gì? Luôn làm điều thiện. Điều ác thì không có làm, ông chỉ làm điều thiện thôi trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa ông làm điều thiện và toàn dân ông có làm điều thiện cho mọi người. Ông biết lo cái cuộc sống cho người dân. Ông biết lo cuộc sống cho những người lính. Ông biết lo cuộc sống cho những cái vị quan chức. Ông không phải sống cho chính ông. Chúng ta thấy có những cái vị vua mà sống ích kỷ, chỉ lo cho cái túi của mình thôi, thì sẽ làm cho đất nước nó sẽ dễ bị mà suy vong lắm. Nhưng mà ông vua đó, ông mới quan tâm cho mọi người. Ông lo nghỉ giấc ngủ, ông lo nghỉ cơm ăn áo mặc cho cái người dân, thì đất nước nó chắc chắn sẽ được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Vua Josiah lên ngôi lúc 8 tuổi thôi. Tuổi này là cái tuổi mà như bao đứa trẻ khác, chỉ cầm sách đến trường học, về là ngủ rồi đi chơi thôi. Nhưng ông làm vua rồi. Bao nhiêu cái gánh nặng, cái áp lực và của những cái điều triều đại trước để lại, nỗi bao nhiêu đó không có ăn mệt mỏi rồi. Nhưng mà Chúa đã sức giàu cho ông. Hỡi quý bà chị em, các bạn trẻ ở trong tuổi thiếu niên thanh niên đi, Josiah còn 8 tuổi mà Chúa đã chọn dùng ông rồi, huống chi là các bạn. Ông Jeremy, Chúa chọn ông lúc ông còn rất là trẻ. Và ông Jeremy nói sao? Chúa ơi, con còn trẻ. Và Chúa nói với ông sao? Con đừng nói con là còn trẻ. Con đừng nói con là còn trẻ. Ta sẽ dùng con, ta sẽ dùng môi miệng con, ta sẽ sức dầu cho con, làm cho trán con cứng như kim cương và chân con đi như đồng như sắt, để ông có thể vững vàng hầu việc Chúa. Chúa có thể dùng quý bà anh chị em. Có thể quý bà anh chị em là những người lớn tuổi mới tin Chúa sau này, nhưng mà tin Chúa được 2-3 năm là quý vị đã trưởng thành rồi đó, đã ở trong cái tuổi dậy thì đó. Đừng nghĩ mình không có làm gì cho Chúa được, Chúa sẽ dùng quý bà anh chị em. Dẫu rằng quý bà anh chị em sẽ có những cái sự vấp, thậm chí là mục sư ông gầy ông la hoài, nhưng mà thật sự đừng có lo lắng, hãy trung tín công việc, đừng có nặng lòng, đừng có bỏ cuộc. Được không quý bà anh chị em? Tuổi dậy thì mà. Mà miễn là sốt sắng được kìa, miễn hết lòng hầu vì Chúa là được rồi. Tuổi thiếu niên là tuổi rất cần cha cần mẹ giúp đỡ, rất cần những anh chị lớn giúp đỡ, rất cần hội thánh giúp đỡ, rất cần mục sư giúp đỡ các cháu. Tôi cũng rất là cảm ơn Chúa nè, trong cái chạy hè vừa qua có rất nhiều anh chị em đã hết lòng phục vụ các cháu. Anh chị em biết rằng trong thời gian 3 ngày nha, cái đội phục vụ cho vấn đề ăn uống các cháu đó nha, phải làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ luôn.
Thậm chí các cô là mệt muốn nghỉ mà không thể nào mà nghỉ được luôn đó. Tại vì sao? Tụi nó chỉ vô lo ăn học, rồi giờ vui chơi, rồi các bà phải lo nấu cơm sáng. Cơm sáng vừa xong bắt đầu lo rửa chén vừa xong tới trưa phải lo bữa cơm trưa. Rồi sau mới lo cơm chiều. Rồi tối phải lo cho nó ăn nướng này kia nữa. Hình như là liên tục luôn anh chị em. Và cái đội phục vụ là hơn 20 người. Đội phục vụ là gần 30 người đó. 30 người trong cái đội phục vụ. Trong cái đội chúng ta đi thì có cô Sọn, có bà xã tôi, có vài anh chị em đây nè. Và đặc biệt là các chị em ở dưới Tân Hiệp ấy, họ phải xuất sắc làm việc cực. Phải nói là rất là cực luôn. Cảm ơn Chúa là gì? Chúng ta hãy cùng hiệp với nhau để cùng quan tâm, lo lắng cho con cháu của mình. Đặc biệt thế hệ còn trẻ nè. Anh em thấy ma quỷ đang giành giật tụi nó không? Anh em có thấy ma quỷ đang giành giật tụi nó không? Nó đang dùng game, dùng điện thoại thông minh để giành giật con của mình. Nó đang dùng những chất kích thích ma túy và những cái loại kích thích bây giờ. Bóng cười nè. Anh em có ai biết bóng cười không? Hoặc là những cái bánh á, những cái bánh bình thường thôi. Nhưng mà bánh xanh nắc bình thường thôi nha. Nhưng mà nó lại có chất ma túy gây nghiện trong. Nó dùng những cái chất rất là bình thường thôi để mà kéo con của mình đi vào con đường nghiện ngập. Mà quỷ nó dùng đủ một cách để kiểm soát con của mình. Và tôi và quý bạn chứ phải làm gì? Giành giật nó, đem nó ra khỏi chỗ đó và giúp con của mình để trưởng thành, để thay đổi. Đó là mạng lệnh của Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta lo cho các thế hệ con cháu chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tuổi thiếu niên rất cần chúng ta giúp đỡ. Và quý bạn chị em nên quan tâm các con cháu của mình. Amen ha. Tôi tin chắc rằng chúng nó còn nhỏ nhưng mà Chúa sẽ sử dụng chúng nó làm khí cụ trong tay của Chúa một cách mạnh mẽ và lớn lao. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Chúng ta cùng đứng lên. Có thể quý bạn chị em trong thời gian qua chúng ta có con cháu chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa làm đúng trách nhiệm của một người cha, người mẹ, đã làm cho con của mình tổn thương, làm cho con của mình lìa bỏ Chúa, gây vấp phạm cho chúng nó. Anh chị em hạ lòng xuống và ăn năn tội lỗi của mình. Và xin Chúa ngày dạy dỗ cho chúng ta, để chúng ta biết cái cách để giúp đỡ con của mình, để con chúng ta dầu trong tuổi thiếu nhi hay là tuổi thiếu niên, các con cháu chúng ta sẽ là đứa trẻ kính sợ Chúa, lìa bỏ điều ác, tìm kiếm Chúa, yêu mến luật pháp của Ngài, để cuộc đời của đó sống mà được phước ở trên đất này. Quý bà anh chị em cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha của con. Con nhìn thấy sự thiếu sót của con. Khi Chúa ban cho con có những đứa con và những đứa cháu, con không làm trọn trách nhiệm, đã làm vấp phạm cho con của mình, vấp phạm cho cháu của mình, để chúng nó lìa bỏ Chúa và không đi trong đường lối của Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con. Xin Chúa Ngài phục hồi đời sống của con lại, để con không còn làm cho con cháu con vấp phạm nữa, nhưng con sẽ là người giúp đỡ con cháu của con. Chúng nó đi trong đường lối tin kính Chúa, và Chúa sử dụng chúng nó từ khi nó còn nhỏ. Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho ma quỷ, hãy rút bàn tay của các ngươi ra khỏi con cháu của chúng ta, ra khỏi con cháu của dân tộc chúng ta. Vì dân tộc này được phước, vì Chúa yêu dân tộc này, Chúa yêu gia đình của ta, Chúa yêu con cháu của ta. Con công bố rằng Chúa sẽ dấy lên con cái của chúng con, và chúng nó chỉ là đứa trẻ tin kính Ngài, được Chúa sử dụng từ khi còn nhỏ. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng con cháu chúng con cho Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chúng nó. Xin Chúa ban phước cho các con cháu chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.